Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức những cuộc hội thảo, hội nghị tập huấn chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước để các giáo viên giảng dạy tiếng Anh trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cũng như những kỹ năng cần thiết để dạy và học tiếng Anh ngày một tốt hơn. Hội hoạt động thì có rất nhiều cái mục tiêu. Thứ nhất là tập hợp lại những cái đội ngũ về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích là để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cũng như những kỹ năng cần thiết trong vấn đề dạy và học tiếng Anh. Thứ hai nữa là giao lưu với các tổ chức trong và ngoài nước, kể cả khu vực và trên thế giới, để giới thiệu những thành tựu mới trong vấn đề giảng dạy tiếng Anh, giúp cho chúng ta, những người học tiếng Anh, có cái điều kiện học tốt hơn, nhanh hơn, có hiệu quả hơn. Những thành công đạt được của Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm qua đã thúc đẩy ý tưởng thành lập Hội Nghiên cứu Giảng dạy Tiếng Anh Việt Nam trong năm 2009 với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học Anh văn. 132 tân